Ông Khai Văn Triết vốn là một bác sĩ làm việc tại bệnh viện Đại học Y Đài Loan, nay đã trở thành chủ tịch Đảng dân chúng Đài Loan. Ông bắt đầu sự nghiệp chính trị của mình bằng việc tham gia tranh cử vị trí thị trưởng thành phố Đài Bắc vào năm 2014. Khi đó với tư cách là một người nghiệp dư trong lĩnh vực chính trị, ông Khai Văn Triết đã đánh bại ứng cử viên Đảng Quốc dân Liên thắng Văn, người xuất thân từ gia đình có truyền thống làm chính trị và chính thức trở thành thị trưởng của thành phố thủ đô Đài Loan. 4 năm sau khi tái tranh cử chức thị trưởng Đài Bắc, ông đã lần nữa vượt mặt các ứng cử viên khác, thành công giữ chức thị trưởng đến năm 2022. Sau khi liên nhiệm thành công, ông Khai Văn Triết và những người ủng hộ đã trở thành một thế lực chính trị mới tại Đài Loan khi thành lập Đảng Dân Chúng Đài Loan vào năm 2019 và sau đó giành được 5 ghế trong quốc hội ngay trong lần tranh cử đầu tiên vào năm 2020. Sự xuất hiện của Đảng Dân Chúng Đài Loan đã tô thêm màu trắng lên bảng màu chính trị vốn chỉ có hai màu chủ đạo là xanh dương và xanh lá của Đài Loan. Trở thành chủ tịch của một trong ba đảng chính trị lớn nhất tại Đài Loan, ông Khai Văn Triết vẫn không hề dừng bước. Sau khi nhiệm kỳ thị trưởng thứ hai kết thúc, cùng với âm thanh kêu gọi và ủng hộ không ngớt, ông tuyên bố tranh cử tổng thống Mặc dù cuối cùng đã không giành được chiến thắng, nhưng đảng Dân chúng Đài Loan do ông dẫn đầu đã giành được 8 ghế trong quốc hội. Có thể thấy sức ảnh hưởng của ông Khai Văn Triết đã không ngừng lớn mạnh hơn trong 10 năm qua. Tuy nhiên bắt đầu từ tháng 4 năm nay, nhiều cuộc điều tra đã diễn ra nhắm vào dự án tái phát triển trung tâm thương mại Core Pacific City, một dự án được cấp phép khi ông Khai Văn Triết còn đương nhiệm thị trưởng Đài Bắc. Theo đó, phía công tố cho rằng vị cựu thị trưởng này đã dính líu đến việc nhận hối lộ và trục lợi vi phạm chức trách. Sau hai lần mở phiên điều trần tạm giam, ông Khai Văn Triết hiện đã bị tòa án ra lệnh tạm giam và cấm gặp người ngoài. Nhiều người cũng phát hiện rằng thời điểm mà ông Khai Văn Triết bị bắt giam cũng vừa đúng 10 năm sau ngày ông tuyên bố tranh cử thị trưởng Đài bắt lần đầu tiên. Chặng đường chính trị 10 năm với nhiều biến động, vị bác sĩ Nam xưa bước vào con đường chính trị với những câu khẩu hiệu lý trí, thực tế, khoa học, công khai, minh bạch. Nay gần như sụp đổ hình tượng bởi nghi án tham nhũng. Chặng đường 10 năm này phải chăng chỉ là một giấc mộng nam kha đối với Khai Văn Triết?